chúng tôi sẽ mời một ca sĩ, đó là ca sĩ Đức Phúc. Wow. Ở đâu này chui đây vậy? Trời ơi, ủa? Ở chổng nè. Sao chổng ra? Hay vậy ta? Rồi. Nani? Anh chị. Ủa, mình đi dự sự kiện nào vậy? Sao em trốn đi giọng vậy ông? Hôm nay lại bất ngờ á. Em trốn trong đấy để tạo một sự bất ngờ tuyệt vời. Vỗ tay cho Đức Phúc nào. Vâng, mời Đức Phúc thực hiện nghi lễ của mình bằng cách là lấy cây cung và lấy cây tên. Khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay, ca sĩ Đức Phúc. Nam ca sĩ sở hữu giọng hát ngọt ngào và nụ cười ấn tượng. Không biết là thánh ngơ Đức Phúc của chúng ta có giữ được sự ngây thơ sau khi tham gia chương trình Running Man Việt Nam 2021 không các bạn ạ? Thời gian sẽ trả lời cho chúng ta. Mời ca sĩ Đức Phúc. Wow. Sao mọi người em sợ có bánh chúng mọi người thì sao ta? Bán đúng em xây á. Bán em xây á. Dạ xin mời ơi. Mời ca sĩ Đức Phúc ạ. Có lửa rồi, trời nắng mà không thấy đó. Cho em thử một lần cho nhá. Không có thử được đâu nha. Ủa không chưa, không được luôn. Vẫn chưa được nha, vẫn đổi lại trái khác nha. Thông báo là một tiếng sau đợi tôi với chỗ bánh xong nha. Thưa quý vị, đội chúng tôi lựa 15 phút chưa được chơi bóng nào. Đã, ok. Rồi, 1, 2, 3, go! Hay lắm! Wow. Hay lắm! Ôi! Một, hai cái nữa nha, chưa? Hai. Rồi, go. Trời. Màu xanh là đẹp nhất nha. Phúc nha, màu xanh nha. Em làm đúng. Phúc nha, màu xanh nha. Em làm đúng. Màu xanh nha. Em làm đúng. Rồi, thua luôn.